Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện nhé. Kênh video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái động cơ 150 phân khối có số lùi. Động cơ này thì có 4 số tiến và 1 số lùi. Máy đứng. Đấy, có củ đè đây. Chạy nhôm xích, trục lớn, trục này là trục 19 này, và trục dài. Máy thì hàng rất là chất lượng các bạn nhé, có QC. Đấy, trọng lượng máy là 36 cân thì phải, để tí nữa mình sẽ cân lại. Đấy, đây là máy rong sen các bạn nhé, rất là nổi tiếng, động cơ rong sen này. Đấy, máy đứng đây, 150 phân khối côn tay. Đây là phần bô này, đây là phần số này, 1, 2, 3 này, và đi ngược lại là về số RR này. Các bạn muốn về số lùi thì các bạn này phải 4321, không phải là số tròn. Này, nó tránh cái trường hợp mình nhầm số đang đi tiến thì về số lùi rất là nguy hiểm. Thì người ta sẽ không làm cái số tiến ngay mà người ta phải về số lùi, phải về lần lượt. Đấy. Thì mình sẽ quay vòng vòng cái sản phẩm nó cho các bạn xem. Đây nhé các bạn, nào nó dùng những cái dòng động cơ điện hoặc là dòng động cơ lổ thì các bạn biết là những cái dòng nổi tiếng như động cơ rong sen là dòng hàng thương hiệu rất là nổi tiếng đấy các bạn nhé. Đấy, đây là phần bệ treo máy này. Đấy, đây là phần nắp chế hòa khí vào đây này. Máy này thì bên mình combo là đầy đủ hết các bạn nhé, có cả bô luôn. Thì tí nữa mình sẽ nhặt phụ kiện ở đây cho các bạn xem. Đấy, động cơ rong sen đây này. Đây, động cơ rong sen đây. Trục lớn này, máy có dập mã ra này, đây là có dập số hiệu máy này, hoặc là số máy. Đấy, đây trục dài này, trục này dài khoảng 3 cm. Đây có số mã động mã máy đây. Đấy, hàng rất là chuẩn. Các bạn dùng cái này thì có thể rất là phù hợp với lại những cái dòng như là chế xe go-kart, chạy xích thì nó rất là tiện vì nó xài luôn cái số lùi bằng xích. Và sau đây mình sẽ giới thiệu những cái phụ kiện của nó cho các bạn combo cùng những cái bộ này. Máy thì có bô đi kèm đây. Đấy, ống bô có thể được bắt vào đây.
là bắt bên này tùy các bạn nhé. Đây là ống bô này. Đây là dây ga, dây côn, dây phanh. Một bộ dây điện của nó được cắm đầy đủ này. Đấy, bộ dây điện của nó gồm có dây le này, công tắc này, đèn còi xi nhan này, đây có cả còi này, mô bin này, IC này, dơ le này, có cả chip xi nhan này, nạp này, ổ khóa này. Đấy, và bộ dây điện rất là đầy đủ. Cái này là miếng chắn xích này. Đây, miếng chắn xích để lắp vào đây. Đây, miếng chắn xích lắp vào đây rất là chuẩn luôn. Bộ lọc gió này. Lọc gió này. Đây là bộ chế hòa khí này. Cần khởi động này. Cổ chế này. Gioăng, gioăng bô này. Gioăng chế này. Tay côn này. Đấy, tổng hợp của nó là gồm bằng mấy món. Đây là cái lọc gió này, khi nào nó bẩn thì các bạn có thể tháo cái miếng mút này ra, các bạn thay bằng miếng mút khác. Đây là cái lắp đậy của nó này. Đấy, nó như này. Đây thì tổng thể một bộ của nó gồm bằng đấy món. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video thì đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi có sản phẩm mới đăng lên. Các bạn đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.